Nhân khí. Thuyết về khí của thân thể con người từ xưa đến nay vẫn rất được chú trọng. Thuyết này có trong nội kinh được lưu truyền đã hàng ngàn năm mà tác dụng của nó vẫn không hề suy giảm. Ở đây xin đặc biệt dẫn ra những vấn đề có liên quan đến khí đạo trên phương diện thân thể con người để trình bày một số mục khảo cứu riêng. Khí của thân thể con người vốn chỉ là nhất khí, tại sao lại có nhiều tên gọi đến thế? Dường như nghĩa lý của các tên gọi đó đều gợi mở cho nhau, rồi từ đó mà hình thành thể và dụng riêng của từng tên rất phong phú đa dạng, nhưng cũng khó nhất trí được với nhau cùng một lúc. Nếu truy cứu đến tận nguồn gốc thì thấy chúng là nguyên nhân kết quả của nhau. Tên gọi tuy khác nhau nhưng thực ra lại không khác nhau, vì nguyên chúng đều là nhất khí. Thì có thể nói sự khác nhau về tên gọi của khí là do sự khác nhau về lý. Nếu bỏ sự khác biệt về lý ấy thì không còn các tên gọi khác nhau nữa. Muốn nghiên cứu thể dụng riêng của các lý thuyết về khí thì phải hiểu rõ nguyên lý của khí. Muốn hiểu rõ nguyên lý đó thì cần phải giải thích các tên gọi. Xin chớ ngại vì chuyện bận rộn. Xưa nay khi bàn về khí của thân thể con người, đại thể có 8 tên gọi khác nhau: khí âm dương, khí tiên hậu thiên, huyết khí, tinh khí, tạng khí, thần khí, chân khí, nguyên khí. Những loại như vinh vệ, tân dịch, vân vân đều có thể quy tụ về các loại khí này. Thuyết khí âm dương. Nhà triết lý Ngô Đình Hàm đời nhà Minh đã từng có một câu danh ngôn: khí là gì? Nhất âm nhất dương gọi là khí. Nói thật đúng thì âm dương là vật gì? Rằng là khí. Hà vị khí, nhất âm nhất dương chi vị khí, nhân tắc âm dương hà vật phẫu, viết khí. Âm dương chính là khí, nhưng tại sao khí phải gọi là âm dương? Cát trai mạn lục lại viết: âm dương là cái, lấy động tĩnh của khí mà nói vậy, do khí có động tĩnh mà nói đó là âm dương. Âm dương giả dĩ thử khí chi hữu động tĩnh nhi ngôn dã. Nhìn nhận như vậy có thể hiểu rằng sở dĩ khí là khí bởi vì nó có động tĩnh. Khí có động tĩnh nên mới gọi là âm dương, có nhất âm nhất dương nên mới gọi là khí. Âm dương chỉ là khí có động tĩnh, do vậy mới gọi là âm dương. Ý tinh vi trong câu này khiến ta phải bừng tỉnh. Nhất khí tiên thiên trong cái không bao hàm cái có, vì bao hàm cái có nên mới có thể tạo thành cặp đối đãi hữu vô, đó là khởi nguyên nền móng của âm dương. Hầu như tất cả cái đó đều rơi vào hậu thiên, cái một mà biến sinh động tĩnh thì lưỡng nghi hiển hiện, thể và dụng ở đó đều sẵn cả. Thế là thành âm dương đối đãi ở hậu thiên. Đó là cái bắt đầu từ tiên thiên không đối đãi thể dụng, nhưng đã rơi vào cảnh hậu thiên có đối đãi thể dụng, vì vậy gọi là khí. Cho nên khí là tượng của âm dương, là cái mà con người hậu thiên có thể nhận thức được. Khi động tĩnh bắt đầu hình thành thì mới bắt đầu được đặt tên. Còn giai đoạn tiên thiên thì không thể có lời nào mô tả được. Nếu ai có ý định đặt tên cho cái trong tiên thiên thì cũng không thể tìm tên đặt cho nó được. Cho nên bắt đầu từ khí chỉ là âm dương, rồi tự nó mà diễn hóa tất cả những gì chỉ về tiên thiên như nhất khí, nguyên khí, tinh khí, tổ khí, thủy khí, chân khí, linh khí, thái hư, vân vân và vân vân,
đều không dựa vào sự tồn tại của âm dương để đẩy ngược lên mà định nghĩa được. Đã là khỉ thì khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt được. Lời luận này của Ngô Tiên Sinh quả đã nói hết nhẽ. Âm dương có mặt ở khỉ thì sự sống được bắt đầu từ âm dương, phải chăng cũng là khỉ? Nay nói âm dương gọi là khỉ, vậy trước âm dương không có khỉ chăng? Đã lấy chữ khỉ làm tên gọi, thì tại sao có âm dương được gắn với cái tên này? Nếu cái gọi chất đều ở tiên thiên, thì lời của Ngô Tiên Sinh cố nhiên lại chưa nói đến nơi đến chốn rồi. Theo lý đối đãi thì cái đúng ở hậu thiên nhất định phải khác với tiên thiên. Đó chính là lý của dịch về tiên hậu thiên. Bởi vậy, lời của Ngô Tiên Sinh cũng đáng là chỉ ngôn lắm. Âm dương là khí, có trước cả trời đất mà ứng với trời đất, cho nên con người với âm dương cũng do âm dương sinh ra, do âm dương mà thành, do âm dương mà dung, do âm dương mà hòa. Bởi vậy, Tổ Vấn Bảo Mệnh Toàn Hình Luận mới viết: nhân sinh hữu hình, bất ly âm dương. Bất ly nghĩa là không thể tách rời khỏi âm dương. Con người đã sinh ra là có hình rồi có thân, hình thần sẵn cả mà âm dương đầy đủ, nên gọi là tính mệnh. Khí huyết lục thức tứ thể đều không tách rời khỏi sự giao biến của nhị khí. Con người vốn ứng với tất cả thiên địa vạn hữu, vậy nên thiên địa vạn hữu, sự lý vật tình đều thống nhất ở âm dương. Đổng Trọng Thư viết trong Xuân Thu Phồn Lộ Cơ Nghĩa như sau: không có vật nào là không hợp, hợp mà có âm dương, vật mạc vô hợp, nhi hợp các hữu âm dương. Thiên Như Thiên Chi Vi lại viết: khí âm dương ở trên trời mà cũng có ở con người, âm dương chi khí tại thượng thiên, diệt tại nhân. Khí có ở thiên địa vạn hữu, cho nên hết thảy những gì tồn tại ở hậu thiên đều do âm dương hóa thành, sự ứng biến của chúng đều lặp lại sự cơ biến của âm dương. Sự cơ biến của âm dương dường như đã được lý giải trong Tổ Vấn Âm Dương Ly Hợp Luận. Âm dương có thể đếm đến 10, đẩy lên nữa có thể đếm đến 100, đếm nữa có thể đến 1000, đến vạn, lên nữa đến mức không thể đếm được, nhưng tất cả vẫn theo lý là một. Âm dương giả sổ chi khả nhập, thôi chi khả bách, sổ chi khả thiên, thôi chi khả vạn, vạn chi đại, bất khả thẳng sổ, nhiên kỳ yếu nhất giả. Đối với vấn đề này, Trương Tài viết: chính mông càn xưng, lý luận khả thỏa đáng. Có khí âm dương co duỗi tương cảm vô cùng, cho nên sự ứng biến của thần cũng vô cùng. Khí mà thản ra là vô số, nên sự ứng biến của thần cũng là vô số. Tuy vô cùng mà kỳ thực là hiển nhiên rõ ràng, tuy vô số mà kỳ thực là một mà thôi. Khí âm dương khi tản ra thì có muôn ngàn dáng vẻ khác nhau, con người không biết chúng vốn là một vậy. Khi hợp lại thì vốn là hỗn nhiên, con người không thấy được sự khác biệt của chúng. Khí hữu âm dương khuất thân tương cảm chi vô cùng, cổ thần chi ứng dã vô cùng kỳ tản vô số, cổ thần chi ứng dã vô số, tuy vô cùng kỳ thực trạng thiên, tuy vô số kỳ nhất di nhi dĩ, âm dương chi khí tản tắc phản thù thân mạc tri kỳ nhất dã, hợp tắc hỗn nhiên, nhân bất kiến kỳ thù dã. Âm dương là khí vô cùng diễn biến vô tận, nhưng kỳ thực là một, về lý đại thể là như vậy. Việc tại sao ở thân thể con người có nhiều loại khí khác nhau, gốc cũng là ở đây. Khí là âm dương, ở thuở ban đầu của con người thì nó là nguyên âm nguyên dương. Ngũ Sung Hư viết trong Nội Luyện Kim Đan Tâm Pháp Tiên Hậu Nhị Thiên Luận như sau: nguyên khí là gốc của đạo lớn, là mẹ của trời đất, là nhất âm nhất dương, sinh dưỡng muôn vật,
phu nguyên khí đại đạo chi căn thiên địa chi mẫu nhất âm nhất dương sinh dục vạn vật. Nhất âm nhất dương của nguyên khí chính là khí nguyên âm và khí nguyên dương. Nguyên khí là thiên địa chi mẫu, con người là tiểu vũ trụ, là trời đất thu nhỏ, nên nguyên khí cũng là mẹ của con người, là gốc của đại đạo. Nhưng âm dương lại do nhất khí hòa thành, tính mệnh khuê chỉ, an thần tổ khiếu hấp tụ. Tiên thiên có dẫn luận. Trương Tử Dương nói, đạo là hư vô nhất khí, liền theo đó nhất khí sinh âm dương tải hợp thành tam thể lại sinh ra muôn vật phơi phới. Cổ Trương Tử Dương vân, đạo thị hư vô sinh nhất khí tiện tòng, nhất khí sản âm dương tải hợp thành tam thể trùng sinh vạn vật xương. Lời nói trên đây chính là ý của Lão Tử. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, âm dương tải hợp thành tam thể, đó là âm, bản dương, tam khí giao hòa, vạn vật hòa sinh, ngàn vạn sự lý vật tình đều do đây mà diễn hóa. Âm dương là khí, còn tam đó là khí âm, khí dương và khí âm dương. Khí nguyên âm, khí nguyên dương còn có tên gọi là khí chân dương, khí chân âm là thứ khí biến ứng sinh hóa ra mọi thứ khí khác, tính mệnh pháp quyết minh chỉ, thải nạp dược quyết. Có ghi lời luận của Thiên Phong lão nhân rằng, hỏi rằng, thầy nói có hình đạo thai giống như thân thể của bản thân, xin thầy cho lời dạy. Thiên Phong lão nhân trả lời, người hãy xem hạt mạ mùa xuân gieo ở trong đất, đến khi khí trời hợp nhất thì nảy mầm, đó chính là sự hóa sinh của khí chân dương của trời đất. Cây mạ không có khí chân dương của trời thì không thể nảy sinh, không có khí chân âm của đất thì không thể phát triển. Có khí chân âm chân dương mới làm cho cây cối kết trái được, trong quả có vật có hình, đều là do khí âm dương của trời đất hóa sinh. Cho nên những vật phẩm ta ăn đều là sự biến tướng của khí âm dương. Tất nhiên vật thực vẫn có thể hóa thành chân khí âm dương tiên thiên được. Cho nên trong nước bọt có mầm chân khí, tu đạo mà dùng cách luyện như vậy thì có thể nhận được chủng tử chân thật. Chủng tử chân thật này cũng giống như giống mạ, cần phải gieo trồng trên thân thể của bản thân, dùng chân âm chân dương của bản thân kinh qua thứ tự hỏa hầu để chân âm dương hợp lại, từ đó sẽ thành đạo thai. Khí chân âm chân dương chính là nguyên khí âm dương, chân khí âm dương hóa sinh ra muôn vật, hóa dưỡng muôn vật. Ở người, ở đạo, ở việc tu luyện cũng đều như vậy. Nhân chủng, chủng tử chân thật này vốn là chân khí âm dương sinh ra, nhưng lại phải có khí âm dương hóa dục hoặc tu luyện thứ tự hỏa hầu rồi sau mới hóa thành quả hoặc đạo thai. Chân khí âm dương của thân thể con người đều quy cả về tâm thận. Trung Ly Quyền viết trong Linh Bảo Tốt Pháp giao cầu long hổ như sau, nói tỷ dụ thế này: chân dương vì như chân khí trong tâm dịch, chân âm vì như chân thủy trong thận khí. Chân thủy không được chân khí thì không thể sinh ra, chân khí không được chân thủy cũng không thể thành. Thì tỷ dụ viết chân dương tỷ âm dịch trung chân khí, chân âm tỷ thận khí trung chân thủy bất đắc chân khí bất sinh, chân khí bất đắc chân thủy bất thành. Tâm là dương mà thận là âm, tâm là ly mà thận là khảm. Vậy ly hỏa là chân dương, khảm thủy là chân âm. Việc sinh thân dưỡng sinh tu chân đều nhờ cậy ở nhị khí chân nguyên này. Nhị khí tức là âm dương, đầy đủ cả tinh khí thần ngũ thủ dương, viết trong Tiên Thiên Chỉnh Ly Trực Luận Tăng Chủ Bản Tự Chủ như sau: trước kia thầy Tào nói với tôi,
tiên đạo giản dị chỉ có thần khí mà thôi. Muốn tu tiên nhất định phải dùng ba bảo bối tinh khí thần. Ở đây chỉ nói đến thần khí, vì tinh vốn ở trạng khí, tinh khí vốn là một. Nhất thần nhất khí chính là nhất âm nhất dương. Tam bảo nguyên là nhất khí hòa chân ra âm dương, cho nên hình khí, hình thần đều có thể hợp với sự biến dụng của âm dương. Ngôn ngữ dùng trong lĩnh vực tu chân như long hổ, diên hồng đều là đại từ chỉ âm dương. Trung Hòa Tập Toàn Chân Hoạt Pháp có viết, yếu chỉ của việc luyện đan chỉ ở hai chữ tính mệnh. Sư Tổ nói, thần là tính, hợp với khí là mệnh. Chính là ý này, thân bất động thì hổ gầm, tâm bất động thì long rồng ngâm. Hổ gầm là chì, diên ném vào thủy ngân hồng, rồng là thủy ngân ném vào chì. Chì và thủy ngân chính là tên gọi khác của khảm ly. Dương trong khảm chính là cái tinh rồng nhất trong thân thể. Âm trong ly chính là nguyên khí trong tâm. Ở đoạn văn sau, Long Hổ Ca lại viết, Long Hổ là tên gọi khác của âm dương. Âm dương vận hỏa, thần diệu khôn lường, nên lấy tượng là Long Hổ. Trong Đan Kinh Tử Thư có nhiều tên gọi khác nhau, nhưng cũng không vượt quá được hai chữ âm dương. Nhiều bậc thầy của các thời đại mượn danh lập tượng đều vì âm dương là long hổ, nhằm cho học trò nắm vững được. Để dễ thành công, tượng của long hổ thiên biển vạn hỏa, thần diệu vô cùng, cho nên vì chúng là thuốc, lập chúng là lò, đỉnh là đỉnh, vì sự vận động của chúng là hỏa hầu. So sánh chúng với khảm ly, mượn danh kim mộc, đặt tên chữ là nam nữ, phối ghép chúng thành vợ chồng. Các tên gọi khác nhau đó đều muốn mượn cái kỳ diệu của long hổ để nói. Ngược trở lại xét vào bản thân thì là tính tình, là thân tâm, là hồn phách, là tinh khí suy ra vận hành, thì đó là cửa huyền tận, là khâu quan trọng của việc đóng mở. Tất cả đều là những tên gọi khác nhau của âm dương nhị khí mà thôi. Thực ra đều là từ âm dương nhị khí mà phát triển ra. Còn nhiều tên gọi khác nữa, tính mệnh khuê chỉ càn khôn giao cầu khử khoảng lưu kim lại viết, bí ẩn của kim đan đại đạo ở hai chữ tính mệnh. Tính là trời, thường tiềm ẩn ở đỉnh, vậy đỉnh là gốc của tính, mệnh là biển, thường tiềm ẩn ở lò, cho nên rốn là cuồng của mệnh. Kinh viết tỉnh ở chân trời, mệnh ở đáy bể là vậy đó. Vậy là cung khảm có diên, cung ly có hồng, theo đó mà gọi thì là một vật, nhưng đến đây lại phân ra làm hai, cho nên thiên phục mệnh của Tiết Tử Hiền viết một vật tách làm hai, có thể biết được hai cái tên. Hai cái tên đó Đan Kinh không dám tiết lộ, mà chỉ khéo dùng cách ví von, lập ra nhiều tên gọi đếm không xuể. Chẳng hạn như luận tình của Trung Đình có các tên gọi như Hồng Long, Hỏa Căn Nhật Hồn, Ly Càn Kỳ Thiên Quân Hư, Thổ Vô Chủ Phù Chu Sa, Phù Tang Sa Nữ Côn Luân. Chẳng hạn như luận về mệnh thể hiện ở rốn được gọi bằng các tên như Diên Hổ, Thủy Đế, Nguyệt Phách, Khảm Khôn, Mậu Địa, Thần Thực, Ô Hữu Bân, Trầm Thủy Ngân, Hoa Nhạc Anh Nhi Khúc Giang, trong âm hàm dương, trong dương tàng âm. Muôn vàn ngôn luận bất quá cũng chỉ là dẫn dụ tên của tính mệnh mà thôi. Kim hoa hàng nha đều nhằm chỉ chân diên. Chân diên là tinh khí của thái âm. Lưu châu sa nữ đều nhằm chỉ linh hồng. Linh hồng là khí của thái dương. Quả thật là tách khỏi âm dương, đạo không vẹn toàn.
Tất cả các tên gọi đều không xa rời âm dương nhị khí. Bởi vậy, quần tiên châu Ngọc Ca than lên rằng: Diên nhờ hồng, hồng nhờ diên, giành được quyền tạo hóa âm dương. Tính mệnh đều đậu lại ở hai chữ âm dương, ẩn trong đan kinh, muôn vạn thiên. Nguyên Hoàng Quyết cũng cười rằng: Chì và thủy ngân ở trong đỉnh, luyện thành châu bảo, đậu lại ở hai chữ âm dương, choạng ngợp vạn kinh sách của các nhà. Đáng trách một số văn sĩ học giả đọc được vài câu đan thư liền bịa đặt xuyên tạc, tạo ra nhiều đan thư, khiến cho người đời sau vội vàng hăm hở, chỉ lo không kịp hiểu, ôi chao cũng ngu quả đi. Rõ được lý này sẽ biết được hai chữ âm dương có hàng ngàn hàng vạn lối mượn danh. Dù chưa hiểu rõ nhưng gặp phải đan thư dởm cũng hy vọng sẽ phân biệt được thật giả, không đến nỗi bị trò chơi văn tự mê hoặc.